cách đây 10 năm thì Đức thi đấu cho đội Diên Thanh và ở cúp cảo thì nên đi làm cúp cảo Nghệ An. Vậy thì bạn không hiểu những kỷ niệm lúc đó như thế này. Thật sự lúc đấy cũng rất con nhỏ á, đấy cũng em cũng được đã nhiều ba cái giải đó giúp em được anh được lo đội tàu xuống hạng Nghệ An gọi vào và giải đó em cùng cầu thủ được cầu thủ bí như bạn nhất. Vâng, một lần này chúng ta lại chúc mừng bạn nhé. Con chúc mày. Dạ thì hai em và Đức đều cũng là được đội tuyển Việt Nam ở Yên Thanh chọn vào đội và được đi học cùng nhau, được chỉ huy nhau. Và thì đấy mẹ mua sách mua vở cho cái quán nó đi